Hãy cùng kênh Vivu Cbiz tiếp tục theo dõi câu chuyện của hai nhân vật mà kênh rất yêu thích là Mạch Tệ và Thường Ngọc Thanh nhé. Ở chương 74, Mạch Tệ cùng Thường Ngọc Thanh đang bị kẹt trong một cái hang. Trong động tối đen, chỉ có thể lần tay vào vách đá mà đi, hai người nắm tay nhau cùng bước, thật giống một đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt. Càng đi sâu vào trong, dưới chân càng khó đi vững. Thường Ngọc Thanh ở phía trước thỉnh thoảng lại nhắc nhở Mạch Tệ chú ý đá vụn dưới chân. Mặc dù như vậy, Mạch Tệ vẫn là bị vấp ngã, thiếu chút nữa kéo Thường Ngọc Thanh té lăn trên mặt đất. Thường Ngọc Thanh kéo Mạch Tệ đứng lên, Mạch Tệ đau đến nỗi hít hà, xích xoa một lúc rồi mới nói, đi thôi. Ai ngờ Thường Ngọc Thanh cũng không cử động, yên lặng một lát rồi đột nhiên nói, Mạch Tệ, bỏ hòn đá trong tay ngươi xuống. Mạch Tệ trong lòng cả kinh, miệng lại ngây ngốc hỏi, hòn đá nào? Thường Ngọc Thanh không nói gì, trong bóng tối, rõ ràng biết anh ta không thể nhìn thấy mình, song Mạch Tệ tựa hồ vẫn cảm thấy ánh mắt dọa người của Thường Ngọc Thanh, liền cười cười, vui vẻ vứt hòn đá trong tay xuống đất, cười hỏi, sao ngươi biết trong tay ta có hòn đá? Ta vừa rồi diễn xuất có gì không đúng sao? Thường Ngọc Thanh cười nhạo một tiếng, nói, người diễn rất thực, bằng không ta cũng sẽ không kéo người đứng lên, nhưng người dù thế nào cũng là một nữ nhân, làm gì có nữ nhân nào sau khi té ngã đứng lên lại không phủi đất cát bám. Trên người không phủi, tất nhiên là vì trong tay đang cầm cái gì đó. Anh ta dừng lại một chút, bàn tay đang nắm lấy tay Mạch Tệ, càng tăng thêm lực đạo, lại cười khẩy nói, Mạch Tệ, ta khuyên người vẫn nên ít nhiễu động tâm tư thôi, ngươi cho là có đá trong tay, thì có thể làm gì được ta? Sao? Vẫn nên thành thật thì tốt hơn, nhất thời chọc giận ta, ngược lại sẽ có trò hay cho ngươi xem. Mạch Tuệ nghe vậy thì trầm mặc một lát, sau mới bình tĩnh nói, thành thật sao, không ra được cũng chết, mà ra ngoài rồi cũng phải chết trong tay ngươi mà thôi. Thường Ngọc Thanh nhất thời sửng sốt, một hồi lâu sau mới nói, nếu chúng ta có thể sống mà ra ngoài, ta đáp ứng là sẽ thả ngươi đi. Thật sao? Mạch Tuệ vội hỏi, Thường Ngọc Thanh đáp, ta có thể đáp ứng ngươi, thì tất nhiên là thật, ngươi cho ta là loại nữ nhân như ngươi sao? Mạch Tuệ cười nói, ngươi không phải loại nữ nhân như ta tất nhiên là tốt rồi. Thường Ngọc Thanh chỉ hừ lạnh một tiếng, quay lại kéo Mạch Tệ tiếp tục sờ soạng đi về phía trước. Đi được một đoạn đột nhiên nói, ngươi cũng là chủ tướng trong quân Giang Bắc, nếu ta muốn giết ngươi thì sẽ là ở trên chiến trường. Mạch Tệ nghe anh ta nói như vậy, ngược lại cảm thấy yên lòng, thuận tay ném nốt hòn đá còn lại, vừa lén nhặt lúc trước đi, cười nói, như vậy thì tốt. Thường Ngọc Thanh nghe được âm thanh hòn đá rơi xuống đất, lúc này mới hiểu rằng hóa ra vừa rồi Mạch Tệ đã nhặt hai chứ không phải một hòn đá, không khỏi có chút nổi giận. Ngươi, nữ nhân này, anh ta nhất thời cũng không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung về Mạch Tệ, chỉ cười lạnh hai tiếng nói, tay ngươi thật ra cũng không hề nhỏ, đã bị thương rồi còn dám như thế, về sau có thế nào dáng chịu. Mạch Tệ nghe vậy cũng không cùng anh ta đấu võ mồm, hai người nhất thời đều yên lặng, chỉ tiếp tục sờ soạng đi về phía trước, không biết đã đi được bao lâu mà bốn phía vẫn tối đen như mực. Hang đá kia dường như không có điểm cuối. Trong lòng Mạch Tệ dần dần có chút lo lắng, rốt cục không chịu nổi áp lực, liền mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh. Ngươi có phát hiện ra không? Chúng ta hình như vẫn đang đi sâu vào lòng đất. Thường Ngọc Thanh sớm đã quên mất là Mạch Tệ không nhìn thấy mình, theo bản năng khẽ gật đầu. Anh ta thấy Mạch Tệ không nói gì, nghĩ là nàng sợ, không khỏi nhếch miệng cười, cố ý dọa Mạch Tệ. Có lẽ đây là đường xuống trốn địa ngục Hoàng Tuyền. Mạch Tệ nhìn không được châm biếm, nhưng thật ra lại rất thích hợp để loại người như ngươi đi. Thường Ngọc Thanh cũng không giận, ngược lại cười ha ha hai tiếng, nói, sớm muộn gì cũng không tránh được phải xuống Hoàng Tuyền, giờ bên người lại có mỹ nhân làm bạn, thật ra cũng không tệ. Mạch Tuệ không buồn để ý đến anh ta, đi được một lát rồi lại đột nhiên nói, thạch động này có thông ra ngoài, trong này rõ ràng có dòng khí lưu động, nên phía trước chắc chắn có cửa ra. Quả nhiên, đi tiếp một đoạn nữa, phía trước đã không còn tối đen, mà mơ hồ lộ ra chút ánh sáng. Tiếp tục đi, tuy rằng vẫn chưa nhìn thấy lối ra, nhưng trên đầu cũng không phải là vách đá nữa, mà đã lộ ra một khoảng không, chẳng qua là cách mặt đất ước chừng ngàn thước có thừa. Thế này thật đúng là còn khó hơn lên trời. Mạch Tuệ ngửa đầu nhìn không gian phía trên vách núi, đang lộ ra một chút tinh quang, không khỏi thở dài. Có thể nhìn thấy bầu trời, trong lòng hai người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Thường Ngọc Thanh lại cười nói, có lẽ bên ngoài chính là cảnh thế ngoại đào nguyên. Mạch Tuệ lại nói, là cái gì cũng được, chỉ cần có thể tìm được cái ăn. Lời nói này thật sự là đại sát phong cảnh, chẳng qua Thường Ngọc Thanh cũng không thể phản bác, chính anh ta cũng đã hai bữa liên tiếp chưa ăn cơm, lại mỏ mẫm đi từ lúc nửa đêm, hiện tại cũng cảm thấy đói khát vô cùng. Anh ta kéo cánh tay Mạch Tuệ, nói, vậy thì đi nhanh thôi. Có hy vọng phía trước, bước chân hai người cũng trở nên nhẹ nhõm, ông trời cũng mở lòng thương, khiến hai người mơ hồ nhìn thấy cửa ra phía trước. Trên mặt Thường Ngọc Thanh không khỏi lộ ra chút ý cười thoải mái, dắt Mạch Tuệ chạy nhanh hơn, nhưng khi chạy đến lối ra thì cũng là lúc giật mình đứng sững lại, ngay cả bàn tay vẫn nắm lấy tay Mạch Tuệ cũng không hề buông lỏng. Con đường này đâu phải dẫn đến cảnh thế ngoại đào nguyên, sườn núi tả hữu hai bên đều là vách đá thẳng đứng cao ngàn thước, trước mặt một dòng sông lớn cuồn cuộn chảy xuôi, hóa ra tạo hóa chỉ tạo ra một cái khe nhỏ hẹp mà thôi. Mạch Tuệ đưa mắt nhìn chung quanh, bên kia sông tuy cũng là sườn dốc, nhưng không cao đến nỗi không thể qua được như vách đá bên này, liền nói, có lẽ đây là sông Thanh Thủy. Thanh Thủy
là sông lớn nhất của vùng Giang Nam, chảy từ Thúy Sơn vào Thanh Hồ, sông Hộ Thành của Thịnh Đô chính là lấy nguồn nước từ nơi này. Thường Ngọc Thành liếc nhìn Mạch Tệ, hỏi, người biết bơi không? Biết bơi, anh Mạch tìm một khối đá sạch sẽ ngồi xuống, lắc đầu nói, ta không biết. Thường Ngọc Thanh nhìn con sông lớn đến xuất thần, lại nghe anh Mạch nói, bây giờ đã ra ngoài rồi, người đem chỉ thủ trả cho ta đi. Thường Ngọc Thanh quay đầu nhìn Mạch Tệ, lại đột nhiên nở nụ cười, nói, không được, nơi này nếu không thể qua, chúng ta sẽ phải quay lại, nên chưa thể đưa chỉ thủ cho ngươi được. Mạch Tệ ngước mắt nhìn Thường Ngọc Thanh, rồi lại cúi đầu tựa cằm vào đầu gối, nói, quay lại để chui đầu vào lưới sao, mà ta cũng không còn sức để quay lại nữa, muốn đi ngươi tự mình đi, ta không đi. Thường Ngọc Thanh ngồi xuống trước mặt Mạch Tệ, hỏi, vậy ngươi ở lại đây chẳng phải cũng chờ chết hay sao? Chờ vận khí đi, có lẽ sẽ có con thuyền nào đó đi qua, đến lúc đó chỉ cần ta lớn tiếng kêu cứu là được. Vạn nhất không có thuyền qua đây thì sao? Thường Ngọc Thanh lại hỏi, Mạch Tệ ngẩng đầu cười, đáp, vậy thì như ngươi nói, ngồi chờ chết vậy. Thường Ngọc Thanh nhíu mắt nhìn nàng một khắc, chậm rãi nói, Mạch Tệ, ngươi biết bơi. Mạch Tệ cũng nhìn thẳng vào mắt Thường Ngọc Thanh, đáp, không sai, ta biết bơi, chẳng những biết, mà còn bơi rất giỏi. Thế thì sao nào? Ngươi đồng ý thả ta đi, nhưng liệu có tin rằng ta sẽ mang ngươi qua sông không? Hai người đều im lặng, một lúc lâu sau, khóe môi Thường Ngọc Thanh nhẹ nhàng cong lên, cười nói, ta tin ngươi. Câu trả lời này lại ngoài dự kiến của Mạch Tệ, nàng lại nhìn Thường Ngọc Thanh một lát, nhẹ nhàng gật đầu nói, tốt lắm, ta mang ngươi qua, nhưng nếu ngươi vẫn muốn giữ cổ của ta thì ta không thể mang ngươi đi được. Thường Ngọc Thanh cười, đứng dậy, đi đến cạnh mặt nước nhìn, quay đầu hỏi Mạch Tệ, vậy ngươi làm thế nào để đưa ta qua sông? Bơi qua, Mạch Tệ tức giận đáp, nàng đứng dậy, quan sát dòng sông một lát, sau đó vừa cởi áo, vừa phân phó Thường Ngọc Thanh, cởi quần áo ra. Thường Ngọc Thanh sửng sốt, kinh ngạc nhìn Mạch Tệ, mắt thấy nàng cởi áo trong sông, lại bỏ giày, cởi quần dài, ngay cả dài vải trắng bên hông cũng cởi ra, chỉ còn lại mảnh vải quấn ngực cùng một thân quần đùi. Mạch Tệ lâu không nghe thấy động tĩnh của Thường Ngọc Thanh, liền quay lại nhìn, thấy anh ta vẫn kinh ngạc đứng đó nhìn mình, không khỏi có chút nổi giận, lạnh giọng nói, ta không phải nghiện cởi quần áo này khi vào nước liền nặng, cả ngàn cân, tay phải của ta lại không thể dùng lực, nếu người vẫn mặc quần áo thì ta không thể vừa bơi vừa mang người qua. Thường Ngọc Thanh đã phục hồi tinh thần lại, trên mặt có chút xấu hổ, lại vẫn nhìn Mạch Tệ từ trên xuống dưới, cười nói, dáng người của ngươi so với năm trước tốt hơn rất nhiều. Mạch Tệ nghe anh ta nói ra những lời vô sỉ như thế, tức giận đến cực độ, lại cố gắng nén lại, quay đi không thèm để ý tới Thường Ngọc Thanh, bắt đầu khởi động tay chân. Một lát sau, chợt nghe thấy Thường Ngọc Thanh ở phía sau nàng cười hỏi, cái này có cần cởi ra không? Mạch Tệ quay đầu liếc anh ta một cái, thấy anh ta ngoại trừ quần áo trên người đã cởi ra, còn tay vẫn đang cầm nương quần đùi nhìn mình cười. Tùy ngươi, Mạch Tệ đáp, lại xoay người cầm dây lưng đi đến trước mặt Thường Ngọc Thanh nói, ta phải trói hai tay của ngươi lại. Thường Ngọc Thanh cười càng tươi hơn, hỏi, trói tay làm gì? Mạch Tệ đáp, nếu ta không trói tay ngươi lại, chẳng phải sẽ bị ngươi kéo cho chết chìm dưới đáy sông sao? Ta sẽ không hoảng sợ, Thường Ngọc Thanh nói. Mạch Tệ cười cợt, nói, ngươi không biết bơi khi xuống nước không thể không cảm thấy hoảng sợ, ngươi chưa nghe qua câu chết đuối vớ được cọng rơm sao? Người sát chết đuối ngay cả cọng rơm còn gắt gao bám lấy, huống chi ta lại là một con người. Nếu ngươi không muốn trói tay lại cũng được, vậy ngươi xuống nước trước đi, chờ đến khi ngươi bất tỉnh rồi ta sẽ xuống kéo ngươi bơi qua, nếu để ngươi cùng xuống nước khi vẫn còn tỉnh táo khác nào đánh mất tính mạng vào tay ngươi. Thường Ngọc Thanh cũng lắc đầu, nhướng mày cười nói, nếu ngươi trói ta, thì chẳng phải là ta cũng tặng không tính mạng của mình cho ngươi sao? Ta tin ngươi có thể đưa ta qua sông, ngươi cũng phải tin ta sẽ không hoảng sợ. Mạch Tệ thấy Thường Ngọc Thanh nói cũng có lý, nên cũng không tiếp tục ép buộc anh ta nữa, chỉ nói, nhưng ngươi phải nhớ là khi qua bên kia sông, ngươi phải trả chủy thủ lại cho ta, chúng ta đừng ai nấy đi. Được, Thường Ngọc Thanh sảng khoái đáp. Mạch Tuệ liếc mắt nhìn thanh chủy thủ trong tay Thường Ngọc Thanh, lại nói thêm, ngươi vẫn nên đem chủy thủ dắt ở trên người đi, ta sợ lát nữa xuống nước ngươi bị kích động mà buông nó ra, làm rơi xuống đáy sông rồi ta mò không nổi. Thường Ngọc Thanh theo lời đem chủy thủ dắt ở bên sườn, Mạch Tuệ nhảy xuống nước trước. Hiện đã là cuối thu, lại là lúc bình minh, nhiệt độ trong nước lạnh thấu xương, Mạch Tuệ lấy tay vớt nước xoa lên cánh tay, quay lại thấy Thường Ngọc Thanh vẫn đứng cạnh vách đá, không chịu xuống, liền cười nói, nếu ngươi không dám nhảy, thì cứ lần theo vách đá mà đi xuống. Thường Ngọc Thanh nghe vậy cười cười, không để ý tới sự khích bác của Mạch Tệ, liền theo vách đá bước xuống nước, một tay vịn vào vách đá, một tay chìa về phía Mạch Tệ. Mạch Tệ cũng bật cười, hỏi, ngươi không phải đang cho là ta sẽ dùng một tay kéo ngươi qua sông đấy chứ? Thường Ngọc Thanh nhướng mày, vậy thì làm thế nào? Mạch Tệ tránh cánh tay của Thường Ngọc Thanh, bơi tới phía sau anh ta, dùng cánh tay tròn qua cổ anh ta. Thường Ngọc Thanh chỉ cảm thấy một thân thể mềm mại, ấm áp áp sát phía sau, tâm thần đều rung động, lại nghe Mạch Tệ cười nói, phải làm như thế này, ngươi thả lỏng toàn thân, ngửa mặt rồi ngả người xuống, không cần sợ hãi, ta sẽ để cho miệng và mũi ngươi lộ ra trên mặt nước.
Mạch Tuệ thấy Thường Ngọc Thanh chỉ nghe một cách kinh ngạc nhưng lại không có phản ứng gì, có khi anh ta lại không chịu tin mình, liền hừ lạnh một tiếng, nói, nếu ta đã nói mang ngươi qua sông thì sẽ giữ lời, nếu như ngươi không chịu tin ta thì nói cho sớm, cũng đỡ phải dầm mình trong nước lạnh. Trên mặt Thường Ngọc Thanh đã có chút nóng lên, may là Mạch Tuệ ở phía sau không nhìn được, nghe Mạch Tuệ nói như thế, liền đưa tay giữ lấy tay nàng nói, nghe lời người đó, ngươi giữ tay ta làm gì? Mạch Tuệ hỏi. Thường Ngọc Thanh lại khẽ cười nói, nếu ta không giữ, đến giữa sông ngươi lại buông ta ra thì làm sao ta tìm được ngươi? Mạch Tuệ cười nhạo một tiếng, không hề cùng anh ta so đo này nọ, chỉ dặn, ngươi phải nhớ rõ, lát nữa bất luận có hoảng sợ đến thế nào cũng không được ôm ta, nếu không chúng ta đều sẽ bị chìm. Nói xong, dùng sức đạp mạnh chân vào vách đá, mang theo Thường Ngọc Thanh trượt vào trong nước. Liệu Thường Ngọc Thanh và Mạch Tuệ có thoát khỏi truy sát hay không, hãy đón chờ trong video phần 5 nhé. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Chúc bạn một ngày vui vẻ và ý nghĩa.